Ancora ciò. Ông chúng tôi rất là to các chúng ta cam kết thi sát mạc ca nâng đoàn vị ca chúng tôi tầm nào tháp bình nhã đâm bay miền đồng ca to ca tăng thầm rốt đến đầu chụp cuộc nhẹ chúng nên sôm chơi. Tầm nào tháp bình nhã sâm ốc quân lục rực thiên lục sốt nhóm nâng xua sâm nô mình to từ tiết mười chùm nuốn អំពីក្រុមសាចុងក្រោយដែលតកតងទៅនឹងការសំឡាប់ជួនបរទេសដែលខ្មែរក្រហមបានឆាប់ខ្លួនចាប់ពីឆ្នាំ70កន្លងមកនោះហើយខ្ញុំសួរបន្តទៅទៀតតកតងទៅនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកតើនេះជាការប្រកាសឬក៏ការទម្លាយឲ្យដឹងពីហេតុការណ៍ដំបូងជាព័ត៌មានដែលខ្មែរក្រហមបានប្រហារជីវិតមនុស្សបែបនោះទេជាលើកដំបូងឬក៏យ៉ាងដូចម្តេចខ្ញុំឡើយមិនមែនជាលើកទី1ទីដំបូងនោះទេខ្ញុំដល់ចាប់ដើមនៅខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅខ្ញ
ban nẹt tu chế chơi sực nó cứ thả vậy để khiom tự tu ban phò rầm miên nó cứ thả person ba phụ kê chia manu mu lu than chia con cầm lăng bắt đập bắt rót tháp ba bị chăng chụp bang nâng khmer cơ hòm hay person chia nẹt mu lu than kê nâng lên mà bình person ba mình men chia nẹt mu lu than thế cứ thả chơi sực nó cứ kê chăn thề sầm lập chào tăng pi tập bùng mộng lệ mà ทราบปริญญาสมอคุณสมนูมួយចុងក្រោយទៀតអំពីប្រធានបទនេះអំពីហេតុការណ៍នេះប្រតិការណ៍នេះប្អែកទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកនោះនយោបាយរបស់គេនោះគឺថារកមេគីរបស់គេនោះក្នុងសម័យកាលនោះក៏ត្រូវបានប្រកាសដោយបច្ចាមេគី ជាការណែនាំឬក៏ជាអ្វីដែលគេអនុម័តសម្រេចនៅពេលនោះគេហៅឈ្មោះនយោបាយនោះបែបណាចម្លើយនេះជាសំណួរដែលខ្ញុំសួរក្នុងសម្ភាររបស់ខ្ញុំជំនួសមួយចំនួនពួកគាត់ឆ្លើយថាមិនមានការណែនាំជាលេខអក្សរទេគេគ្រាន់តែថាអ្វីដែលលោកធ្វើត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលអ្នកឯងដឹងថាត្រូវធ្វើតាមបៈ ឲ្យធ្វើມັນមានការណែនាំទេប៉ុន្តែគេយល់ច្បាស់ថាត្រូវធ្វើបែបនោះខ្ញុំសួរសំណួរម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកតកតងទៅនឹងឃើញថាមានភ័ស្តុតាងអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះអ្នកណាមិនធ្វើតាមឬក៏គេណែនាំថាត្រូវទៅធ្វើបើមិនធ្វើមិនបានតើឃើញភ័ស្តុតាងបែបនោះដែរឬទេ ចម្លើយអត់ទេមិនមានភ័ស្តុតាងទេជាទូទៅនោះគឺយើងមានករណីជាក់លាក់ក្នុងករណីហ្វ្រង់ស័របីសូដែលក្រោយមកត្រូវបានគេដោះលែងដោយផ្អែកថាតាមអនុសាសន៍តាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ប៉ុលពតប៉ុន្តែនេះជាករណីពិសេសណាស់ជាទូទៅគឺគ្មានទេគ្មានដោះលែងអ្វីទេ សាព្រាញ្ញាដូច្នេះយើងស្ថិតនៅក្នុងដើមឆ្នាំ1170សភៅរបស់លោកបានរៀបរាប់អំពីមុខងារដំណើរការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅកំពង់ធំជាដើមនោះខ្ញុំនឹងមានសំណួរមួយចំនួនអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅទីនោះហើយមានការប្រជុំសំខាន់ៗផងដែរនៅទីនោះ នៅ ទំព័រ 223 ក្នុង សភៅ របស់ លោក លោក បាន សរសេរ អំពី ការ បញ្ចូល សមាជិក ទៅ ក្នុង បក ពេល នោះ គឺ ថា រណសេរ រូប រួម ជាតិ គឺ ថា មាន រួច ហើយ អង់គ្លេស 003966423 បារាំង EON 00839744 លោក បាន និយាយ ដូច្នេះ
chạp bì khai thân ưu chạm bòm rồi chất sập khỏi mọc cứ thác ca chữ tăng dù thí cứ thà mình bật cánh ông bì mù lực thán mình xua xâm nụ tế ông bì côn xâm bát chô bạ nó cứ thà kì cầm nọt mừng mặt chiến cứ thà nì sất cứ thà cả sẽ có cần đá cứ thà ai nâng kê vì phía bọn tay nó tu sư vật chạm học sắp trâu bàn kê chặt tục thà chìa xâm bát chất triêm tế hỏi rằng hỏi nó cứ thà kê ao chô lưu rùm nơi khăn ông krom dù vật chún hỏi kê thà kê miên và nạ phiếp đá âm trâm trâu tâu nâng chùa bạ bàn nè chìa cả sẽ có cro tại bọn nó ta khlâm xa nế cứ tham miên sở đạo xâm khăn ở vây đại thế tệ tôn tân nâng ca vì vọt bạc công đi khám bệ chìa tệ tôn tân nâng ca bòm pruynh rư khô ca rất bận tân lạc khăn nẹ đại chôl chìa xâm hạ chức bạc nô. Châm lời, khiêm cứ tham miên cứ ta pi nở thế nốt tí muối. Đời xa bạc. Khai tới chìa ông ca ruộm chìa mùi nạ xe rụp ruộm chìa càm bì chìa nô kê bùng rưng nâu chùm non nâu khổng bạc luôn anh nằm bây thê nia tha cầm oi miên vì miên cả đùa rồi lùm rưu có ca bà ra chê chê đàm nằm bây thê nia oi bạc nô khai tới chìa miên vì rẻ chun rừng móm đã thả cầm oi miền bơ bục rồi lúi. Ở khai tới chìa bạc đã thống kê bằng rừng sơ mặt tập hiếp nây ca chôl bạc nâng kê bình ật lư và nạp hiếp rồi bỏ sơ mà chất đã thả nạn ná đã ai chôl ruộng bàn. Vẫn tế cả ta áp xinh tiết nâng nông tu sư vật chân nằm bòm rồi chất sập nâng cơ thả ở Việt Nam miền phụ Việt Cống cơ thả miền cả ta đâm bây kì ảnh vọt phong đa đào thà Campuchia cơ thà sơ mà chức rô bọc bạc trâu tới sơ mọc trọng nương bạc rô bọc Campuchia nữa anh bà. Xâm nụ nó khăn ông phân ách mùi sơ phâu nó cơ thà dương nì dê ôm pi mần ti đôi thà mần ti chất sập mùi chia đâm bón đại là kì bằng cả mình ti đôi thà mình ti so chặt sập muối hơi miên mình ti kháng bò miên cứ s sam sập muối nước khăn ông bà rơm bón đấy khi mà chưa thà lục bàn riệp rob âm pi vật tâm miên bộ bà nhà chun từ cái lái nước khăn ông sao mai cả nước họ này bắt đầu móc lục bàn một đường xua xâm nô xâm xua xâm nô mê nít sân. Ta dương ai bần dô lòng phì ca bần to ca đạm bình chô bà nhà chun từ khăn ông bạ đánh tha bần thaym từ lư bụ văn nạ ca mạc co kre kro chê đàm nô thật ta lục ai dô lòng bình thaym bàn tế ông phì nẹ đại ai chô chê xâm hạ chức bình sân nê ca nô. Châm lời, ba nhà chốn kêu chìa cồng xâm khắn nằm bây ai đặc nôm các bạn mà xin khô xin à này nơi khăn ông hờ nạ xê phân đáy cơ thà. Phân tế cồng ba nhà chốn nó cứ tiếp tục mà phân này đôi chìa hồn nâm hồ dôn đại thọ ban chia tâm nệ tâm nông thưa bà chỉ trả ơn chia nam mộc hơi con tép tôi từ vinh tra ban kê túc ở nơi cái lại đạnh mùi rồi lại đầm bay chun chia tia hó cứ tha kê ban chạy đạnh vì cái lại mùi cứ tha kê túc ở nơi con ông so chết mũi con tép mình ao thưa đầm nào từ cái lại nạp xin thế cứ trâu bật thà trâu từ nam mộc ná trâu miền nè yếm rư co nê rư sa om chê mùi xâm nụ nơ khăn ông bạc rơ bọn nê kê tha tâm po bần tọp mùi kê miên sư kê đầy đọ srong chông khói mùi lục nê dê om pi so sam sập mùi đèl nơ tí nu miên tù ong xâm khăn đầy cho ná lục nê dê tha
kêu xâm phón bàn chùm nái bên mùi chùm nuốt nâu xo mà phây mùi à, xo xa xâm xâm mùi xâm kè tâm râu hồi khói móc bật tọa móc có phát đô tàu tàu mần tí tùl bồ nâu tùm bò bì rồi mà phây bà mùi đào bì rồi mà phây bà mùi đèl bộ cổ bày rụp đại kỳ sát phía chẳng khi dùm phón hù dân hù nấm bàn vật tâm mình ở thế nào. Ta lúc bàn bộ phục bộ mình mọc bình ná đâm bày ôi lúc ai bình chạy khăn sắp hầu thà lúc khi dùm phón bàn đồ mình tì tự chết bộ phục bộ. Mình miên phút nốt, mình miên lê dung thông bộ bình dù lùi vầy thế em bị bộ phục được chứ nè. Mình tự lúc thế đại lúc ai bình chạy tà là cả bàn. Chúm lời khiếm ách pháp lục thà khiếm bàn này dì chúm mùi bộ côn mùi chúm nuôn cứ thà bình xôi đại khiếm bàn xua gọt chụp gọt đại bàn thư ca khiếm xông an bằng tích. Sa phê nhà miên ai dùng mùi chùm nuôn tệ tông tờ nâng tầm bò nế cơ tha tầm bò bì rồi mà phê prăm. Phật sân bạc lúc mình ách mơ khơi tế dương ách nâng chá lòng từ chùm đập xinh các bạn. Chùm lời, khiêm mơ khơi thà phân ách nếp bò rà miên đài chìa bà phốp nế cơ tha chùm lời xa rà phía bà bọt tiêu ấl hay nụ hô nấm đài đi xì khem khi bàn rà xa tục. Cứ thà mình chạm đôi ai cả xa nữa. Bình xoay bàn. Đại bàn, bàn, nhóm bàn xâm phía bì rừng xò mà phây mối có miên ai cả xa. Ông bì rừng cả này bò rừng miên ấy. Cứ thà nhóm bàn xâm phía chú mùi bình xoay. Bàn, bàn từ phía chán cứ đăng khlâm xa mọc phía chùm lòi xa rập hiệp. Xa bìa nhà. Xâm lúc bạp bì vị thi đại lục ách sân thân thà khăn ông chùm nông bà rạ chôn tương bấy nó miên đề lục khi xâm phòn thế đại kì cổ rục tờ tùa sủa khlăng nè khăn ông bạc nè kà nô. Chùm lời ông hát đại thà gọt trở bàn chôn căn tờ kia tờ Pol Pot nô cơ thà gọt nấu tờ chất sân thân Pol Pot rì ai nẹp xinh thiết mân đôi chân ọt tê. Bộ cót tầng ổn cư mọc vì phần đồng ở ráo hồi từ mùa thàn cập quân thống. Bọn tế lúc khi xâm phón trở bàn kì trọt dọc trên nơi khăn ông lòng bê nút lúc Pol Pot dù khơi anh thà. Lúc khi xâm phón cập bay trở tại riêng ca. Bọn tỏ mọc cót cơ bàn riêng ca nó mẹn. Nì hơi chìa ca chạp ở rộm. Khăn ông cầm rất mùi khó thơ mà đa bì Pol Pot tư khí xâm phôn. Rốt đó có nè nòm ai lúc khí xâm phôn riêng cá, có thể riêng cá tư tạm cá nè nòm nụ phôn. Sa bìa nhà, lâu nế tư bà thiên nằm bọt khó khăn nè vần tích. Mà đôi xa khiêm miên bìa 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 khlây, dương miên bò rùm miên chán đã trâu bì phía xa đỉnh đáo nô. Lúc bàn phía phía xa, ông bì sẽ kể đây xâm rạch mùi chùm nuôn đài kì bàn thư lăng nâu khát cầm phùng thống đài kì cân ạ mà châm kì bàn phía chùm xâm rạch nâu hệ lâu nét tâm bò bì rồi mà phây bàm bì này sụp hâu rồi bỏ lúc. Ý ở ấn nâu cư xôn xôn bày bàm buôn bàm muối buôn bì bàm bì phía xa ông lê bà răng ý ở ấn xôn xôn bàm muối bày bàm buôn bàm bì buôn bàm bày. Lúc bạn dây đôi khăn khổng này, cả bà chung phía cháu cứ thư lăng đôi miên ca riêng chấm cứ thả kế bán ai cứ phiếp lưu prung bà tùl phùm phía đôi bình chạy bì lê cốt ni mùi ni mùi tờ tám chú mù. Mình tọa móc phùm phía thơ mấy thơ bàn bằng cát nơi phân hồn bình kê hào bằng cát thả phùm phía bì xét đôi chì tầm bọn xe mạng Ấy-sra đó cứ thả gôn vết tờ tùl mình tục. Hỏi khăn ông phùm phía khi bàn chạy tới chơi đầm bắn hay là môi nửa muối có trâu miên lệch cột đài.
lời dân phóng mà cơ thạc khánh và tọp một khẳng khảo mới tiết. Cả bởi chúm ạ nô mát nô ca bằng cá nâu con cầm lăng bay để thả tạm. Đại bộ chá lốp cứ tham miên con lập bát, đại thư tuôn tư dấu thía cứ con tọp đầm bón nâu thân ạ đầm bón thân ạ sốc. Hồi nâng con cầm lăng chùm bón đánh thả nô tạm tọp sụi nâu thân ạ đầm bón. Ta miên ca bị vọt ở vầy tế, tệ tôn tên nâng nha dì ẩm phí ra chân à xâm phoan rõ tập bàl khăn nông ca bằng ca phùm phí hồi nâng đâm bón nâng kháng kỳ rõm phùm phí nì. Châm lời bát cư miên đồ chân ông mên, dưng ai thật lọp tâm mưu kỳ bằng tách vinh. Dương mưu ra chân à xâm phoan chế khổ rộng cơ thà miên tọa bây mưu chung nôn tối đà miên xa khá bạc mưu chung nôn tối bạc mân toàn khá lăng tế nơi chung nôn bọt nê kà lô tạm bất nơi chung nôn bọt ở nơi tì khổng có mân sơ khá lăng bảo mán đẹp ế lâu nế Việt Nam ban chôn máu cơ thà mưu đồng bọn phía chá rán cơ thà công mân ích trụt trà đô chân này hơi bạc công nghệ Campuchia cứ trâu tại bằng rừng ngồi lươn nó về đại Việt Nam đó tới luôn nâng mình to sự cảm phê bọc luôn bàn xong nua ở lâu nếu khi nhóm nâng mình to tàu tầm bò đất đáy là pi rồi mà phê bằng pi nếu chứ ca phê phía xa ông pi xung mạch rồi có ca bởi chung rồi bỏ នៅក្នុងខែសីហាឬកញ្ញាឆ្នាំ 1671 តាមដែលសភើរបស់លោកបានសរសេរនោះEON នឹងគាត់អង់គ្លេស 00 331 4221 បារាំង EON 00 6321 7200រហូតដល់9នៅខាងចុងនេះគឺជាខ្លឹមសារមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង ប្រតិភូហុកសិបអ្នកគឺថាមកពីភូមិភាគតំបន់មេបញ្ជាការយោធាដោយកែវពកគង់សុផលតំណាងបញ្ញាជនដូចជាហ៊ូយុនហ៊ូនឹមហើយនិងខៀវសំផនហើយនិងក្រុមមួយចំនួនដែលត្រឡប់មកពីហាណូយផងនៅពេលនោះដែលបញ្ចប់នៅក្នុងពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាគឺគេបានសម្រេចដើម្បីកែឈ្មោះបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលបានអនុម័ត ពី5ឆ្នាំហើយបញ្ជាក់ថាប៉ុលពតជេលេខាបាទហើយបញ្ចប់សេចក្តីដកស្រង់ឲ្យលោកបានរៀបរាប់គាត់ថាគណៈមជ្ឈិមហើយសមាជិក30នាក់ត្រូវបានជ្រើសតាំងមានជួជេតកុយធួនវីហើយនិងខៀវសំផនហើយនិងខៀវប៉ុនរីផង ហើយលោកបានបញ្ចប់ថាហួយយុនហួននឹមមិនបានដាក់បញ្ចូលទេទាំងពីរអ្នកនេះនុនសួនក៏មិនបានដាក់បញ្ចូលដែរគឺនិយាយក្រុមមកពីហាណូយគេមិនបញ្ចូលទេដើម្បីឲ្យលោកបំភ្លឺកាលពីម្សិលមិញនោះគាត់ថាលោកមានការលំបាកក្នុងការបញ្ជាក់ពីការបរិឆេទដែលគេចាត់តាំងលោកខៀវសំផនឲ្យចូលក្នុងគណៈមជ្ឈិមនេះតើនេះជាការបរិឆេទត្រឹមត្រូវទេនៅក្នុងឆ្នាំ 1170ដូច្នេះសំលោកបញ្ជាក់ចម្លើយលោកបញ្ជាក់ត្រូវហើយខ្ញុំនិយាយខុសទេម្សិលមិញនោះគឺកាលបច្ឆេទត្រឹមត្រូវឆ្នាំ 1671សាព្រះញ្ញាអរគុណហើយដែលលោកថាពិបាកពួកយើងមានកាលបច្ឆេទច្រើនដែលត្រូវនិយាយលោកនិយាយថាហ៊ូនឹមហ៊ូយុនមិនត្រូវបានចាត់តាំងទេនុនសួនក៏គេមិនចាត់តាំងទេ ប៉ុន្តែនៅខាងដើមសភៅគឺថាអ្នកទាំងបីនេះជាសមាជិកក្នុងក្រុមប្រជាជនតើមានកត្តាអ្វីសំខាន់ទេក្នុងការជ្រើសតាំងមនុស្សឲ្យចូលក្នុងគណៈមជ្ឈិមនាពេលនោះនោះចម្លើយបាទមែនវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈអ្នកដែលមកពីកន្លែងផ្សេងមកចូលក្នុងបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាគឺថា គេអត់ទុកចិត្តទេចំពោះអ្នកដែលមកពីហាណូយវិញគឺពួកខ្មែរដែលផ្នែកនៃចលនាកុម្មុយនីដែលវៀតណាមគេគ្រប់គ្រងពួកគេពួកខ្មែរនៅបានទៅវៀតណាមបន្ទាប់ពីចប់សង្គ្រាមបន្ទាប់មកពួកគេមកវិញគេមិនទុកចិត្តអ្នកទាំងនេះទេខ្មែរក្រហមនោះគឺយល់ថាអ្នកនេះគឺត្រូវបានបំពាក់ពន្ធដោយវៀតណាមចំពោះក្រុមប្រជាជនវិញ
kê chia cho lần na pleasure bám kê tha chia crom chùm to crom ní có bạn cầm ní cầm chia mình tục chặt đẻ đối chân này ha kê chặt tục crom ní vi copy crom snow robot pol pot sa phi nhà sâm ọc quần elo ní dương mơ bên chi mình nu đại lục bàn đạm chung nông sụp hầu ní khi ông khởi thà phía chân nơi đại thần nốt cơ tham mọc âm pi phum phía đầm bòn lực lên tại kêu sầm phòn hay đến kêu phần rì thế để tàu bàn kê chữ tăng chi sự mà trực triêm nữa ta mình thêm từ lừa với đại lục đăng đại rì thế mà từ lúc ai chung riêng với mình thêm đó là cả bàn thế miễn sự mà trực thay pi này châm lời cân nặng mà châm robot bả nó cứ đè nó khôn ông cả to su chỉ to prey nó cứ tha về trâu tại sọp tận nưng hay đầm nàng nưng cứ tha trâu tại miền đầm nàng mau pi phum phe đầm bòn nội anh chăm phố bả công minh cam bị chi chỉ crom đè mà châm nó cứ tha khi cầm nón châm nôn tối nè sắp đi nhà xem ọc quần ការប្រជុំមួយទៀតដែលសំខាន់នោះគឺតកតងទំព័រ 278គឺថានិយាយថាឆ្នាំ 1776គណៈមជ្ឈិមបានប្រជុំមូលហេតុដែលខ្ញុំចូលមកបញ្ហានេះដោយលោកថាជាចំណុចបត់របត់មួយរបស់បាក់នោះខ្ញុំនឹងអានខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធអង់គ្លីស 6347 ខ្ញុំ chưa tha lên chẳng bơ khóc chăm ខ្ញុំ cài nó phía ក្រោយ hay lúc bạn nhìn đối khang ក្រោម này nó tam tam ca chấm rưng របស់ Pol Pot គឺ tha គណៈ ban chấm rưng ក្នុង ca ពង រឹង chùm ho vana athun hay nưng mơ văn nạ kiếp sừng cót nơi không có bọt thầm mây nô cái chô lô rùm nó có bàn bọc bùm phèn ca sà mô phê vô nơi khám cả sẽ khám hỏi hỏi cả nà sà nà phê bàm nói phá lô nô cứ chê chùm nói bọt mùi khiêm xu chùm nói chông khói nè tôi dục chông khói lúc này dây thà vậy thà hết ấy bàn chia cả thua bẹp nít chia chùm nói bọt mùi rồi bọt bạ nó bị nổ chấm lại đời xa Pol Pot cơ thà ai nâng mình tập vì thua cả thua đồng nào bay khai từ tam khai nó có lọc một bánh đòi miền cả chạp ở rõm có cơ thà dựng đá tới nó bị dứt bê cơ thà mình trâm thì dứt tê phân tế đồng nạ cá nó cứ thay dương ai chiên đó là dương ai nâng từ một ở lươn trên nâng tiết để con cầm lăng cầm bê chia chiên đó cầm rật mũi mình ai nâng bậc căn chấm hồ đạch ai kia phía Việt Nam phần tay kì thà cực còn xâm rạp cà to su bỏ bạ bán hơi chân hơi kì dô thà chạp bắt đàm thư xâm mô hợp hiệp phê vô bình ý cắm hơn nâng bạc không nên cắm chí chạp bằng rừng bì bình ý tâu nô châm lời khi nhóm nâng an khlâm xa mùi nâng khăn ông sụp hầu ní cơ thà đâm bày bì tùm bò tư khám mục tiết mà lúc bà này dì đôi khăn khám ní lâu dân đi về âm pi sơ mai cà cõi pi cà phải chung cái nạn mà châm xâm đọt sống cà chung to bạn để vót đòi pi đấy cà cà đó cứ trâu tết nẹn nút trâu tết làm nói chuyện này kia nó có hao nẹn nâng từ mình tì sốc hơi mình đã khơi từ lọ một bình tì nẹn để chung to nâng bạn chẳng hỏi cứ tuần nâng cắm cái tay nẹn đạo chung phô nẹn nổ cơ thà nâng khăn dùng miền cả bà báo hơi miền cả xâm lập cả mà phía bà bày nẹ hơi xâm mà chức krom kru xa bày nẹ để thả chiếc xài rồi bỏ kê nó rùm tiền côn hay nâng tiêu rụ phóng trâu bàn kê vi xâm lập
Ta lúc chặt tục thà đi chia cả lực lên rư giang đôi mà đánh. Hãy nó khăn khăn bằng tích lúc dây thà. Mình tỏ bí kịch bởi chung rồi mọc nạm mà chấp nơ khai sắp phía cho nằm bòm rồi chặt sắp phía vầy vầy bàn kè prè. Ta trâm trâu đà rực tế bí khlâm xa ní cư miên miên cả bằng rừng nơ bí thiên cả rồi bán hốc châm xung. Tại tông tên nâng cả bằng rừng ảnh nộp vọt côn dụ bài rồi bọc kế tại tông tên nâng thả mình lại khả nạ chú rùn này dũng rưu đụng đầy rưu có rừng mòm chương môn mà châm lời bạc nì châm xong châm lời sân khai vì miên cả bằng rừng cứ như mù là than chỉ cứ nó cứ tha การกำเนิดในกองทัพขมายนั่นคือเชียนดอลกำเนิดมุ้ยคือถ้าวิเชียนดอลจำนวนจำบัดดัมเบย์ออยตัวบานกาคอนโทรปีวันนักเกษตรกรน้อยบานกรุ๊ปครอนโดยเพียบตุนพลุนได้ปะกิจการทางช่องออยบานกาจุกจีขนงกาคอนโทรนี้ hơi bên nó ấy đã cái cực thà đó là chân nằm ở phòng mà rồi chật bì hồ đó chật bám cái dù thà cái miền cả con trô cực còn sắp rí nhà xâm ọc con hơi tệ tông nâng khlâm xa được châm án tệ tông tờ nâng cả này nôm đại bàn xâm rạch được không cách phải chôm nó lúc này dì thà miền bịa mùi đầm bầy bừng rưng cả tò su bởi chăng nâng văn nạ và văn nạ kiếp xứng khóc nó bạn cứ thả cả to su bởi chăng nâng vần nạ xe tiết vần nạ chi chuan rồi có vần nạ kiếp sẵn cọp kê chứ đàm nâng ta lúc ách bình dùl ta là ca vầy thêm thế châm lời khi ông bị bạc nâng vần chay ná bí bồ lục nâng dì bí vần nạ kiếp sẵn cọp nâng khăn nông đồng bọn đại khám ai gật hôm kê miên bà đạp bạc ca chia đồng bọn rộng đọ kê hào khi ông ách bỏ xa rai tham miên nây thả đôi chế phụ bên dịch co hay cru sa đại miền thôn thiên nẹt đại miền ẩm na chè mề phum chè đàm nứng đại miền tầm nẹt tầm nong chè mùi lồn nol là nứng cái hào tha phụ vận nạ đại kiếp sự cọt kế ấy nứng tam đại chom bỏ sai này bỏ kế nô sắp đi nhà xâm ọc quần lớn đi. Bà tập phút mùi đại lục bàn sở xê đại nó cứ thà nó không xa mai cả nó cứ bành hà ông bì ca bởi chung tị tiên xoài tị tiên chạp đàm nơi tâm bò bì rồi xàm sập bì nơi không tâm bò chứ phần này khăn khám nơi tâm bò yếu ấn nó cứ xôn xôn bay bàm buôn bàm mùi buôn bay bay bà răng yếu ấn xôn xôn ประมวย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 ประมว
ជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងបដិវត្តការងារបែបនោះខ្ញុំសួរដំបូងទី1តើអ្វីៗទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាការអនុវត្តគ្រប់លំដាប់នៃចលនាទាំងអស់ទេនៅសម័យកាលនោះបាទដែលយើងនិយាយនេះ ចំឡើយបាទគឺថាគេអនុវត្តបែបនេះរហូតទៅដល់ថ្នាក់មជ្ឈិមនោះ
xâm nụ ở với đại lục đọ sông xâm đầy khiêu xâm phòn nếu ông bị vẹ tị tiên xoay tị tiên đà khuất bàn chô rùm nếu ta khuất bàn prap lục ông bị krom ná để khuất bàn chô rùm chê mùi tế nó khăn ông vẹ tị tiên xoay tị tiên nô châm lại tế khuất mân bàn bình chạy tế khi ông ai nâng mơ cầm nọt đầy rồi bọc nhầm vinh khiêm kết tha lục khiêu xung phôn ở riêng rộp kết tha mần mèn khót tư chân đẹp xe tư đẹp thư hát khót bàn riêng rộp bì kà bà chung riêng sốt kết tha môn bêl kết bà chung kết nạm bà châm kết tha chia bì thi đá kẻ oi thư chạm mọt đôi sốt tình tình chân bì tị tiên xoay tị tiên nì xâm nụ tệ tôn tơ nâng ca tình tình ảnh tập bọt thần tinh mê riêng sốt hay nâng ca riêng sốt nè. À vậy đà ca sáu chữ rưu bọt lục rộng khởi thật tá kê miên ca bị phía xa tờ tam cô ca đầy dương bàn phía xa thế đô dị ca to su vần nạ sâm mô hạ phía vô vân y cam chê đàm còn đợi thà đô chê ca tị tiên thu xoài tị tiên nâng thật tá kê trâu thu bạp nít đầm bầy lực cầm pu cô ca rộng bọt kê thế. Chúng lời, ở đây khi mà dùng ổng bí kà bạch chung chi bạch phép rửa khó vẹn sắc xa rồi bỏ kênh chi xung khánh nó cứ kà bình nật mơ khuôn ánh cứ tị tiên khuôn ánh bọn tay như dây bí kô kà kháng kà vinh cứ thao vì miên vì ai nâng cân ạ mà châm rửa khó kênh dây nữ khăn ông xa khá bạc chế đàm xâm nụ âm bí ca vì vọt mùi tiết nơi khăn ông xa mai ca nơi khăn ông chân nằm ở bọn phụ mô rơi chất giập bì và nơi chất bì nơi chân nằm bọn mô rơi chất giập bì nơi lai tế nơi nế tâm bộ bì rồi xa mùi đọt bì rồi xa mùi bất lúc bàn riêng rộp âm bí ca đọ khuôn chê bần đá rồi bọc tọa Việt Nam nơi cả nụ vậy đây khi ông chạp ở rộm nụ lúc riêng rộng thà cứ lúc này dì thà chỉ cả chùm to chùm bố nâng chào là nụ bà sân chỉ khiêm dùl trầm trâu bì rộ ấn cứ xôn xôn bay bà mùi buôn bà mùi bay hai ông khlis xôn xôn bà mùi bay bà buôn bà mùi mùi chế bà xa bà răng nếu đám chân nằm ở phòng mà rồi chất sắp bí tâm nẹ tâm nông chê mùi Việt Nam bàn sọt chào hùa dân và cầm nọt khăn đám chân nằm mồn cả ta xâm khánh cả ta bằng rừng cầm lăng dô thiê đòi khmai cả hòm cả ta miền bí mơn pram phòn nẹ và ta anh thầy càng lăng chê nhược nhóp và cả ta bây mơn pram phòn nẹ hỏi nó bê đà kê miên xa mặt tập hiếp ai nâng thua xin kìm đòi khuôn ai nhìn bán hơi nâng bình đất mơ con tốp đài miên Khmer Việt Nam hơi nâng buộc Khmer rùm đó đài nâng dùng xe nụ đài vật vơn đòi Việt Nam hơi có dụng một chút krom mà chia rùm bọc Khmer Khmer hôm đài nó tâm bố mình tốp khi ông nâng an châm nội ní đài lùi miên khám xa bẹp bọn khí nè nâng khăn ông phải bọt lúc bàn dì đôi khăn khám nế. Nớ đàm chân nằm ở phòng mở rồi chết sợ bí con phùl châm bóng rồi bọc Việt Nam bàn đọa chênh phía càm bởi chìa hơi khói móc kì ả áng thà khám ai khám bằng khám ở kì đọa thói hơi kà bần đánh cứ chênh phía thân ạ phù rồi bọc khám ai khám. Cả nên mình bật tế cứ kì xâm rạch chết đọa chênh đọa khuôn ánh tế cứ cứ đòi xa mê đặc nòm khám ái chùm tờ bì bù bù kê nô trâu ca ca bìa krong Sài Gòn hỏi khám ái cửa hóm kê dù thà kê ai cử krong khuôn ánh bán chặt chanh khuôn ánh bán ta nì chìa ca khai trâm trâu ổng bìa vây đàl hẹt ca ca lạng mê nâng tế đàl thà ổng bìa ca vi bọt rô bọc con tọc mái cửa hóm ca đọ thoi rô bọt tọc Việt Nam hỏi nâng kroi màu bì miên ca bạc tình kích đùi mình đách thật tá bạc không nên cảm chí chí nè bằng khom ở kia đọc luôn tránh như rưu đồn địch. Trong lời bà về miễn tất tập hiệp bí tệ tôn tâm nâng tâm đẹp tâm nông này muối
mũi khang bạc công minh cam chia rì rì đầm bầy ở miền Việt Nam nơi tin nô đầm bầy chui phụ kê nô khổng ca to su đầm bầy rụng đọc bật tế cam chia chấm nói mũi tiết đi chìm nói xâm khắn bạc công minh cam chia có trong tật tu bần tốc lư ca to su đầy khuôn ảnh đối chân này hà vây có đói đại Việt Nam bàn thừa nô cứ bằng hai ca chọc rắm ở cái cơ thà Việt Nam trong chiếm mê coi rồi bỏ mày có hôm mà ní hết mày có hôm ở tù dược bàn thế ní hết cái trong ôi với thật nó không có trụt ra rồi bỏ khuôn ai nữa anh xa phía nhà nó không phân ai mùi lục bàn gì dùng tờ rộng con tốp xe nụ nó dùng để hào thạc mai rùm đỏ khiêu xâm phón bàn này dây âm phí tùm đẹp tùm nông rồi viên Việt Nam hơi nâng bạc công minh Campuchia hơi nâng tùa nửa tí rồi bỏ con tọp khám ai rùm đỏ mình miên sơ xê nâng khăn ông sắp hâu lục tê cư khơi nâng khăn ông sắp hâu mối bần tọp bì lục bọc bồn sắp hâu hợp chấm nâng chùn lục nâng sắc đầy đỏ sróng xong cả nhà bì lục bật thiên vọng đá lục bật thiên ní cư chìa sắp hâu mối đè chào khám khát rái bàn pra dùng sân mến cư ឆ្នាំ2007យើងមានតែចម្ពោះទី5ជាភាសាអង់គ្លេសទេហើយនឹងភាសាបារាំងនឹងភាសាខ្មែរហើយខ្ញុំសូមបញ្ជូនទៅឲ្យលោកស៊ុតដើម្បីគាត់បានអានសុំការអនុញ្ញាតពីតុលាការពីលោកធានដើម្បីជូនឯកសារឬក្រដាសដើម្បីគាត់បានពិនិត្យបាទអរគុណអ្នកជំនាញពិនិត្យ Can I ask you first? Saprinya, khiêm sâm sùa tha. Ta lục nơi chạm tha lục thọ bàn khơi bàn tụt tu lại xa ni tế với môn mộc. Châm lời. Lâu nay khiêm bàn ai cái xa ni không đại vậy. Saprinya, bạn ở cún. Khiêm an khâm xa sừng khép. Khiêm miên đề ảnh tập bọt ổng khlês ý ở ảnh tập bọt nó khiêm nâng phát đón ổng khlês nâng cư sôn sôn buôn prâm buôn prâm bấy pi prâm pi prâm tâm po hà sập đại lục miên bà răng sôn sôn prâm buôn bấy prâm bấy prâm bấy sôn khiêm kết thái dương miên ca chùm tỏa bì mê thư vi lục Philip Son xong chơi lục mê chết ca bì kê đây lục kê dâm phón bà xem ở con lục bút thiên ban mấy nhóm sẽ đáp chấm lời robot nhận chấm đề lục Philip Short từ nâng đầm ngang sao phía nhà hạ đôi chia mình treo nâng sầm nua lục sao phía nhà xua tha ta lục ban squall ai cái san phía bốn mao tế vận tải lục Philip Short lại tha lục ban tụt hai lần nâng đại như vậy thời nâng sầm nua phía bốn robot đầm ngang sao phía nhà xong mọi lục chui bịch chẹt bà xem ở con សាភិញ្ញាខ្ញុំមិនតន់យល់ច្បាស់ពីមតិរបស់លោកមេធាវីការពារក្តីទេគឺថាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីតុលាការដើម្បីជូនហើយគឺខ្ញុំបានបញ្ជូនឯកសារនេះទៅភាគីយូហើយមួយខែពីរខែហើយហើយខ្ញុំបានឃើញឯកសារនេះនៅក្នុងសំណុំរឿងគឺថា E1/7-24/24គឺជាសេចក្តីណែនាំ របស់ អង្គជំនុំជម្រះ ទៅ លោក Philip Short នៅ ក្នុង ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2012 ដូច្នេះ ហើយ យើង ច្បាស់ ហើយ គាត់ មាន ឯកសារ នេះ ពី មុន ហើយ គាត់ ធ្លាប់ បាន ឃើញ ហើយ បាទ ដូច្នេះ សូម លោក ធាន មេត្តា សម្រេច បាទ អនុញ្ញាត សូម អញ្ជើញ
សាប្រញ្ញាសំអរគុណខ្លឹមសារសំខាន់ដែលខ្ញុំសូមអានជូនលោកនៅពេលនេះចំពោះភីលីបឈតគាត់បានបង្ហាញភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់ដែលថាតាមពិតគឺវៀតណាមដែលបង្កើតទ័ពខ្មែររំដោះគឺខ្មែរទ័ពរំដោះនោះគាត់បានសរសេរដោយខាងក្រោមនេះតាមទ្រឹស្ដីគាត់ សម្ដេចសេនុដឹកនាំខ្មែររំដោះដែលខុសពីខ្មែរក្រហមដែលថាជាស្លៀកពាក់ជាឯកសណ្ឋានរបស់សម្ដេចសេនុប៉ុន្តែខ្មែរវៀតណាមជាអ្នកបង្កើតប៉ុន្តែគេឃើញខ្សែបញ្ជាតាំងពីលើដល់ក្រោមពីកាំងកងទ័ពសេនុទទួលបញ្ជាពីហាណូយទៅវិញប៉ុន្តែ ភីលីបសតនិយាយថាច្បាស់ថាការដឹកនាំរបស់វៀតណាមគឺថាអាចចូលយ៉ាងជ្រៅដល់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ600ជិត13គឺចាប់ពីនឹងទៅគេដកខ្លួនចេញមួយចំនួនហើយអំពីការត្រួតត្រានេះអញ្ចឹងសួរទៅលោកជំនាញភីលីបសតថាតើហើយថា វៀតណាមបានចូលលោកដៃយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានោះយ៉ាងជ្រៅតើលោកប្រកាន់ចម្លើយនេះដដែលដែរឬទេចម្លើយខ្ញុំសូមថាមិនយល់ស្របទៅនឹងការបញ្ជាក់របស់សាធារណជននេះទេខ្ញុំមើលថា គឺថាលោកដូចជាមិននិយាយពាក្យធ្ងន់ជាងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅទៀតហើយវៀតណាមគឺថាមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការងាររបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាគឺពិតហើយបើយើងនិយាយថាវៀតណាមទទួលខុសត្រូវធំទៅលើការបំពាក់អាវុធវឹកវើនទាហានខ្មែររំដោះនោះគឺថានឹងមិនអាចប្រកែកបានទេប៉ុន្តែ ហេតុការដែលថាគេបណ្ដោះបណ្ដាលហើយនឹងបំពាក់អាវុធមិនមែនជាភស្តុតាងដែលថាការលូកដៃជ្រៅទៅក្នុងកិច្ចការរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាទេសាប្រញ្ញាសំអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំតាមការណែនាំសិភើរបស់លោកនឹងទៅទំព័រ 240 ឥឡូវនេះលោកនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយសម្ដេចសេនុដែល គង់នៅពីកាំងដោយដែលលោកនិយាយសម្លេងនេះអ៊ីអិនអង់គ្លេសហ្នឹង00 3964 440ហើយបារាំងអ៊ីអិន00 3964 ខ្ញុំអានដល់ទេបារាំង00 674 7685បាទទំព័រ 240 ខ្ញុំនឹងអានអំពីខ្លឹមសារសង្ខេបខ្លីទេគឺថាផ្ទៃក្នុងជាសារនោះគឺថាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាហៅថាគេត្រូវបានបញ្ជូនក្នុងនាមលោកខៀវសំផនគឺជាមេមានជាការប្រដាប់អាវុធរបស់ហើយបញ្ជូនពីក្រសួងការបរទេសចិនជាលិខិតបញ្ជូនមកនោះគាត់និយាយជាសម្ងាត់ ពីដើមថារណសិរ្សរួមជាតិនឹងត្រូវបានបង្កើតដែលថាខ្មែរក្រហមត្រូវការគាត់បានប្រាប់ញូវយ៉កថាថាដូចជាព្រះអង្គនិយាយថាខ្មែរក្រហមគេត្រូវការខ្ញុំតែពេលនេះទេពេលដែលលែងត្រូវការគេនឹងខ្ជាក់ខ្ញុំចោលដូចជាខ្ជាក់គ្រាប់ផ្លែឈើបន្ទាប់ពីហូបរួចដូច្នោះដែរតើបែបនេះថាតើនេះជាសម្ដេចសេនុបាន ត្រង់បានជួយយល់មុនថាឃើញថាពេលណាមួយការរួបរួមតបនេះគេលែងត្រូវការគេនឹងធាក់ចោលតើលោកអាចពន្យល់ដូចបានក្នុងខ្លឹមសារនេះចម្លើយព្រះអង្គគឺយល់ជួយយល់ត្រូវហើយគាត់ថាព្រះអង្គនឹងថាគាត់ថាប្រតិបត្តិការមកពីពេកាំងនោះគឺថាជាមុខសាធារណៈជា របាំងមុខទេគឺថាតាមពិតព្រះអង្គគឺថាមិនមានការត្រួតត្រាអ្វីលើអ្វីដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាទេនឹងគឺជាអញ្ចឹងមែនទំព័រ 242 លោកពន្យល់បន្ថែមលើបញ្ហានេះដល់ចំណុចមួយតកតងទៅអ្វីដែលលោកដឹងអំពីប្រជាប្រិយភាពរបស់ព្រះអង្គក្នុងពេលនោះគឺ ERN អង់គ្លេសគឺ00 3964 42 បារាំង ERN 00
ប្រមួយ អ្នកទាំងនោះត្រូវបានគេថ្កោលទោសថាជាសក្តិភូមិដូច្នេះហើយគេមិនបង្ហាញឲ្យមហាជនដឹងទេហើយអាចនឹងឲ្យដឹងតែក្នុងជួរបកតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺបកគេសម្រេចបែបនេះតើលោកអាចពន្យល់បានមិនពីបាទពីហេតុការណ៍នេះដែលថាគេមិនឲ្យមហាជនស្គាល់បកស្គាល់ក្រុមតបដែលមកពីសម្ដេចខ្មែររំដោះនោះទេ ចំឡើយជាថ្មីម្ដងទៀតនៅខ្មែរក្រហមប៉ុលពតហើយថ្នាក់ដឹកនាំគឺគេឲ្យធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរឿង 2 គឺថានឹងត្រូវដឹកនាំដោយខ្មែរក្រហមពួកគេចង់ឲ្យព្រះអង្គនៅជាមួយម្យ៉ាងទៀតហើយសម្ដេចសៀននោះគឺទ្រង់មានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រជាជនខ្មែរខ្លាំងណាស់នេះហើយជាមូលហេតុមួយដែលខ្មែរក្រហមទទួលយកតបដែលព្រះអង្គជ្រើសរើសនោះជ្រើសតាំងមកពីព្រោះសម្ដេចសៀននោះនឹងពលរដ្ឋគេយល់ថាជា សម្ព័ន្ធភាពជាមួយខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកវិញគឺគេផ្សាយទៅលំទលាយក៏ប៉ុន្តែហានិភ័យមួយដែលខ្មែរក្រហមមាននោះគឺថាព្រះអង្គអាចនឹងយកអំណាចផ្ដាច់មុខខាងការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រកម្ពុជានោះហើយដែលឲ្យប្រជាជនគ្រប់គ្រងព្រះអង្គជាងខ្មែរក្រហមនេះហើយជាតុល្យភាពដែលគេគិតនោះសាធារណជនសំអរគុណ បាទសូមចូលទៅអំពីនិយាយពីលក្ខណៈទូទៅនៅក្នុងសុភោលោកបានរៀបរាប់អំពីកូនយោបាយនឹងទំព័រ 245 និងទំព័រខាងក្រោមបន្តបន្តរហូតដល់ទំព័រ 247 248 លោកបានលើកឡើងពីម្សិលមិញឆ្លើយទៅនឹងសំណួរចៅក្រុមខាត់រាយ និយាយអំពីមូលហេតុនៃការបាទមូលហេតុនេះសមាភិបសមាភិបពុរវិជ្ជកម្មនេះពីម្សិលមិញយើងអត់ទាន់បានមើលចំណុចនេះនៅឡើយទេការវិវត្តនេះគឺទំព័រ 245 ដែល EN ខ្មែរ 00 340 6 6 3 9 7 7 7 ដល់73លោកនិយាយអំពីលោកតទៅសំខាន់បំផុតគឺថាវាផ្ដល់នៅស្ថានភាពមួយនៃការបញ្ជាគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមដែលដែលវាឥឡូវនេះគឺថាមើលទៅហាក់បីដូចជាលេចឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សលទ្ធផលគឺថា គឺថាការជឿចាប់របស់ប្រជាជនគឺថាមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយបន្ទាប់មកលោកនិយាយអំពីការដុតផ្ទះសម្បែងប្រជាជនតាំងពីម្សិលមិញម្លេះខ្ញុំសូមសួរទៅលោកថាការធ្វើឲ្យចុះទុនឲ្យពាក្យគីមកខាងចុះទុនខ្សោយដោយសារការចេញឡើងដោយសារតិការទម្លាក់ក្របបាយសំលុករៀបរាប់បន្តិចបាននេះ I think it's clear enough that ខ្ញុំថាវាច្បាស់ហើយសេចក្តីណែនាំត្រូវបានកំណត់ឡើងហើយផលប៉ះពាល់នៃការទម្លាក់ក្របបែកនេះគឺថាវាសំខាន់ណាស់ថាវិលៀមសូក្រូសក៏បាននិយាយអំពីការទម្លាក់ក្របបែកនៅតាមបណ្ដាភូមិនីមួយៗខ្ទេចខ្ទីអស់នេះនិយាយអំពីធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បា អញ្ចឹងហើយបានធ្វើមានដូចជាសង្គ្រាមកូរ៉េក៏មានការឈានទៅមុខយ៉ាងលឿនក៏ដូចជានៅចិនយ៉ាងដូចនោះដែរ and and
We'll just first provide the ERNs. Come here, ERNs. Khnyom som pdo ERN som pho ke som pho dal ke sa no ke no trong ERN 003840449 ni en che pisa khmae. Khnyom som bonto to tumpo 248 ke ta pi tumpo kalah bto ponang lok nijey doy to tou ni som dok srong no khnong khu kbal robos pol pot ne ke ka bonghou chiem ni ke che cham bach ke ta kot banghay ampi phiep ton ksoy robos kmang de trou te bongkrap kmang oy ton ksoy khmai cơ hòm mê đặc nông khmai cơ hòm tí tít có miền ca kết khơi đôi khuyên đài sự đầy nông rồi bác bạc của mình cảm chí cứ thưa ôi chùi phạc nì dì ông phi ca to su đò cơ đào cổ cục nì nhóm xong mấy lúc đó cầm lật cho bò làm phi ca riêng rộp nè bàn tôi lúc tôi lê tẹ tuông tôi nâng cô là dô bài nì bác nhóm dô mình cho lòng tê cứ thay lô bàn dây tham viên ca đạp bên chỗ nào mê đặc nông mùi cổng thông luôn. Not only by a broader group. Mình mến tại mê đặc nông mùi cổng thông tại phần nào tê, phần tại có việc cứ tham viên ca bên chỗ tạm thẳng nạ này xa mà chức bạc tục chú cổng cổng đài. Cứ thật trâu thật thuở vì miền phía bởi cho bà lo, có phần tại bạc cũng đi Campuchia. គឺថានិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសម្ភារៈការលើកឡើងអំពីការទុកតែចែករំលែកនៅការឈឺចាប់ការបរិច្ចាគការពលិកាផ្សេងផ្សេងគឺថាយើងត្រូវតែធ្វើពលិកាផ្សេងផ្សេងដើម្បីបបផែននេះគឺជាចំណុចគន្លឹះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអរិយាបទរបស់លោកខៀវសំផនហើយ Thank you. Sum akun lok sa sa jumni ai. Describe what I understand. Ai tam de khnyom yul ke tha lok ban riep rop banto tu tiet. Da nyei ampi ka proprut mo leu khmang che pisan neak nok khang krau chu pa nou tumpo 249 nei saphou robos lok. ERN chia pisa onkle son son bay prambun pramui bun bun prambun barang son son pramui bay prambun prampi prampi pramui dal prampi 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 lâu như vậy ông pi ca sầm lập rồng kia là nó con ông pel sang kia mà cứ cầm lăng ra bỏ con tọp luôn nó sầm đỏ sáng cứ tha cầm lang bạc của mình cầm bị chia miền nẹt lạc làm sao là cứ tha kê ban sầm lập nẹt tô pi nẹt hai khang công mình đi với những cứ tha tài cầu cho nam một con mồi chất sập bay thế để tha ca sầm lập vậy nó cứ tha trâu ban sầm lập chia pro pon tài mà đòn con top không ai còn hôm nào tam mồi lượt tháng cứ tha có miền ở rầm vậy đi đại miền này nãy giờ rất kinh luôn bàn thế và thà rút kích luôn cứ thà trâu tay sầm lạp đài hỏi xong ấy lúc bình dư lợi bàn tùy lê bình tịch tế nì dây ông pi ca cặp sầm lạp cứ thà phì chất sập bay tốc căn tài khai tôi chia và ca ca sầm lạp chia bộ bọn luôn. Well, it's not so much an idea. Vì mình vẫn còn ta chia cầm nợ chủ bò lúc bởi thế bình nấu tê ở đây được nhóm bàn tự tùl pi ca mạp pi bà thân hạ tiếp tiếp nó có nông chù mày có hôm nâng cao nữa cứ thả bị đàm lại miền nạc lá rút một phùm bình ăn miền bánh hai tê phần tách cơ rối chân năm một bọn bồn bồn rồi chất sập bầy ní cứ miền ca bật bật khóc khóc nè ní dương nhìn dây ông bị ca bật tay mà đoàn miền ca rất bẩn tăng ca rất bẩn tăng vì ní nó có nông chú bạc chú con to cơ thả nó có nông bọc bọn rồi bọc mày có hôm nít thằng mù tay mà đoàn cứ thả trâu tại dù thả bê ná để luôn trâu tại bọn to tầm nào tù nạp cao và to tiết lâu đó chiên từ tù bán chê chùm nè hay có đôi chia bà nhà Việt Nam tôi ngon ít trâu tại luôn một chỗ nè và xong ọc cún hai khẳng cơ rộng này tùm bồn đi phong đá
Lúc mà này em bị cà vê xâm rốc đòi con tọp khám ai cổ hòm. And you, this is the particular passage I'm interested in. Này cứ chìa khám xa bẹp bọn tôn nâng nẹ khám ai đại tổ lọc một bì Hà Nội. Xâm đọc xa rõng. Pol Pot ban đã bằng chiếc thà nẹ khám ai tổ lọc một bì Hà Nội đại bàn ác an ẩm bì ការភាពសមត្រង់របស់ខ្លួនទៅដាក់ទៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនៅឆ្លងនៅមាត់ច្រាំងខាងលិចខោពីអ្នកហើយនៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនយោបាយកម្មាភិបាលគឺថាទី 1 ហើយដែលអាចនិយាយថាគឺស្ដាប់ឮពាក្យថាក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរនោះអ្នកដែលមានក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរនេះគឺថាត្រូវបានគេសម្លាប់ចោល សូមលោកពន្យល់ឲ្យបានលម្អិតតិចតើអ្នកដែលត្រឡប់ពីហាណូយមកនោះជាអ្នកណាតើលោកអាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកត្រឡប់ពីហាណូយនេះបានទេ The Hanoi Returnee អ្នកដែលត្រឡប់មកពីហាណូយគឺអ្នកដែលចូលរួមជាមួយខ្មែរវៀតមិញសង្គ្រាមប្រឆាំងជាមួយនឹងបារាំង តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1954ដល់គឺថាដោយមិនស្នាក់នៅកម្ពុជាពួកគេបញ្ជូនទៅវៀតណាមខាងជើងគេដាក់នៅជំរំអប់រំកែប្រែមានចំនួនដល់រាប់ពាន់អ្នកឯណោះហើយអ្នកទាំងនោះនៅរស់នៅប្រទេសវៀតណាមរហូតដល់ដើមទសវត្សរ៍1970នៅពេលគេត្រឡប់មកវិញ អ្នកទាំងនោះជាច្រើនបានការប្រពន្ធជាប្រពន្ធជាវៀតណាម ហើយ គេយល់ឃើញថាអ្នកទាំងនោះមានភាពមេត្តាអនុគ្រោះចំពោះយោគយល់ចំពោះវៀតណាម ដូច្នេះ គេគិតអំពីថាទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាវាតឹងតែងឡើង ដូច្នេះ បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាកងទ័ពរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើង មានការសង្ស័យទៅលើអ្នកវិលត្រឡប់មកពីហាណូយនឹងវិញ ហើយអ្នកទាំងអស់នេះស្ថិតនៅក្នុងជំរុំអប់រំកែប្រែដូច្នេះជាច្រើនត្រូវបានគេសម្លាប់តើខ្ញុំយល់បានត្រឹមត្រូវទេអំពីគោលនយោបាយដែលយើងបាននិយាយពីខាងដើមមកទាំងនៅក្នុងជួរបកទាំងនៅក្រៅជួរបកបើសិនណាជាខ្ញុំយល់បញ្ហានេះមិនត្រឹមត្រូវទេសូមកែតម្រូវសូមអរគុណ បាទលោកតំណាងសហប្រជាជាតិត្រឹមត្រូវហើយជាផ្នែកមួយនៃការបន្តការត្រួតត្រាដោយសារតែវាគៀកនឹងពេលឈានទៅទទួលជ័យជំនះហើយហើយបន្ទាប់មកលោកពិភាក្សាអំឡុងពេលចាប់ផ្ដើមពីចុងឆ្នាំ1973ដែលមានការ នៃការបង្កើតទីបញ្ជាការដែលសុនសេននៅគឺនៅរាសម័យនៅលោកបានរៀបរាប់អំពីការបង្កើតទីសន្តិសុខនៅក្នុងចន្លោះអំឡុងពេលហ្នឹងគឺនៅក្នុងភូមិភាគពិសេសតែម្ដងហើយពីម្សិលមិញនេះផងដែរគឺថាលោកបានរៀបរាប់អំពីការសម្ភាររបស់លោកជាមួយនឹង Is the establishment of prisons? Taka bangkat menti son sok kuk. Ta ve chlok banchang ampi ka bangkat ka na wat ko niyobai ni che propon dai rue ko yang ma. It's one of the very early signs of Sanyan dombong bomphot nei ka krup krong chat chaing ratthabal nei keu munti pet kong top dai chuon chuen ban bongkaet nou chit nou no nu keu chea pel chap pdam nei ka bongkaet ratthabal krup krong nei aing At this point I'd like to atrong chomnoch nei phong dai khnyom chong banghan aikasa muoy to lok keu ចុះខែកក្កដា 1973 គឺទុងបដិវត្តលេខចេញខែកក្កដា 73 គឺបោះពុំផ្សាយនៅភូមិភាគបូព៌ានៅខែមិថុនា 74 ខ្ញុំសូមសួរទៅលោកតើតាលោកមានបានមើលទស្សនាវដ្តីទុងបដិវត្តនេះទេ
I have been through all the documents. Khnyom an aiksa tang os dae lok chun mok khnyom truom tiang aiksa tung padevot ni phong dae. Lok prathean khnyom som ka ananyat dok srong banhan chun neak chumneang mon men chi aiksa dae yeung khnyom ban phnyao chun kot no te. Tam dae khnyom yul keu tae chi aiksa yong ka srao chrieu robos kot. Cứ cách xâm phía rồi bà cót cho môi nè nam nè nè để cho nên thêm trong su thật ta cót nâng bàn khơi nhìn lọc bàn khơi ảnh xa đấy khi em nâng thua tàm ở đây tại vị thi xong bà khôn. Hồi mẹ nhạc, mình rời ra bà tà la cá thuốc lại cái tay chỉ có đặc vì trong nàng sát cả nhá cho chùn nẹ trong nền kinh nịch. This is a court. Nhi cư chi ai cơ xa đại bàn bộ prai đòi tà la cá. Mình mạnh mơ lượng ông bì tùm rung rồi bỏ ai cơ xa. Nhi cư chi tùng bà đề bọt cho khai cả cả đà chất sập bấy trâu bàn bọ phùm xài nâu phùm phía bộ phía nâu khai mỹ thổ nà chất sập buồn. Ta lục lọc khuyên ai cơ xa như thế. I think I must have seen it because khnyom kut tha khnyom ban khoei aiksa ning khnyom chue chea tha khnyom ban han aiksa tiang os keu tung padevot tiang os prael chea 12 chnam 20 chnam kroy vipattaka ma khnyom mon aich ve cham ve ban chbas pantae khnyom chue chea tha khnyom an khnyom mien aiksa ni. Lục phụ thiên xong ca an nhà đầm bay an xâm rong lấy chun xạ sợ chun nhạc chung đến xong một con. I just realized I may not have given the document. Cái này anh sáng này cơ bay lờ pram pi pram bay pram. Miên chùm lòng chừng thật ca bằng rừng nâng ca thơ ao chùm hô thật nạc đọc nông càng tài phía xa lần. Khiom có xong ca anh nhà đầm bay đã bây chăng lơ ai còn công chức tư phong đại đầm bay ở xã thị trấn chuyên bàn chuyên phong nít cứ chia ai cứ xa mũi dương man dương pi probot này riêng rau này này ca cặp sầm lam chương mặc trong một ngày ánh sáng đến đâu hôm nay khang cầm này tổng bộ TP lục Philip Short hiện anh chưa biết sao cơm ai nó sồn sồn buồn buồn pi sồn buồn bầm pi đào và buồn bầm bầy bà rằng sồn sồn bầm pi buồn muối bầm buồn bầm muối bầm bầy ông lấy sồn sồn bầm pi muối bầy bầm buồn bầm buồn mặc trong sông an sông đỏ sóng. Nó bê chỉ mùi khía nụ đẻ cứ dương trâu tè chú ruộm bụng rừng hiệp đặc nóm đầm bầy thơ ai bây giờ chuyên pinh chất xa lạnh đòi dương tự ngọt khía hai kháng cổ ông đi bằng tính hai bê khá lạc bê chia chùm hồ môi trâm trâu hai bằng tè đòi xa tay mình miên ca prong bà giác vì thơ ai miên cún vị bát kháng phân hành để dô bài. Ở tiêu hò và sân là chìa kinh trọng bán chạp luôn hay xâm lập nộp nông cách chung chung bố mục bởi chế chôn khlác gót khlác. Kê kết khơi thà, bố ní cứ thà cách xã hào khô khâu nó chồng hô này ca cặp xâm lập này trầm trâu hơi. Bọn tay ca xâm lập một mục mà chôn chết cứ thà mình lo thế. Đôi chân này phải hạ bởi đôi chìa xích kết đầy này nó mùi để thà ta ca cặp xâm lập trâu thơ đòi rồi biếp nà nụ. Ta lúc dư cứ nhận mạch này, chúng tôi có vi vọt này cả cặp xâm lập chế bộ phần. Rồi có những gì ông bị ế rìa bọt này cả chạp khám ăn rồi hay xâm lập khám ăn bài bình nữa. They dealt.
Khyum chlai samnu robos lok keu tha ke dos rai to tam pel velia phseing phseing ni ta ta ka samlap ka praha javit to thvo ribaich mich neak nam mien sit amnaich knong ka ananyat oy mien ka praha javit baep ni keu tha ve taing tae mien ka roplop bampien hai pontae kol ka nae nom khang kroy ka ka samlap ni keu samlap neak tang nuh chea ka trom trou hai no pel na ke prachang chmuoy patdevot chom toah patdevot bạn ta cả cặp sầm lấp này cứ cặp sầm lấp con ông một châu ba môi đài mình trâu oi phu oi pa pol tới đó cô mình non rồi bỏ bà để vót thế mình trâu sầm lấp mà nuôi nuôi cho buông mục này đầu tây tiệt nuôi thế này cứ phu chỉ tu tâu con ông ầm lòng này cái mai gòm mình úp rồi bàn kì nòm cái lún bạt cái lún ở đây khơi màu quỳnh kì chẳng bên này thà cứ cái rục tam tham mình tàu sầm lấp mục mà nuôi nuôi thế mà dân đừng bận to từ Pritika cho nên một phần bộ đội chất sập rám khay thế. Bận tắc cho một to Pritika để cổ phong này giờ đi bận tắc tiết. Nấu tôm po pi ha sập bùn lục bàn này gì. Ông pi nè để luôn nó không ti còng. Này khi ông chọn cơ thể bận to lục bàn hành phò tang y anh chỉ phải sao ông lấy son son bay bầm bùn bùn. ប្រាំបួនបារាំងសូនសូនប្រាំមួយបីប្រាំបួនប្រាំពីរប្រាំបីដល់ប្រាំបីបួនសំឡក់ស្រង់អ្នកដែលអ្នកដែលជារួមបដិវត្តន៍នោះគឺថាត្រូវប្រព្រឹត្តអូខេឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺថាអ្នកទាំងនោះត្រូវតែមានអរិយាបទចូលរួមជាមួយបដិវត្តន៍រួមទាំងកសិករកម្មករដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងពួកគេបានជ្រើសរើសដើម្បីកិច្ចចំពីការកិច្ចតម្លាក់ក្របបែកដើម្បីសវត្ថិភាពហេតុដូច្នេះហើយគេមានការណាត់សួរទូបីការដាក់តនកម្មយ៉ាងម៉េចក៏ដោយត្រូវតែដា
The shelling attacks ការបាញ់ប្លង់នេះគឺជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រដើម្បីបង្ហាញតេនលន់នល់ថាពួកគេមិនមានលទ្ធភាពតទល់បាននោះប៉ុន្តែការពិតនោះគឺថាការបាញ់ប្លង់នេះមានការរើសអើងហេតុដូច្នេះបើនិយាយអំពីការបាញ់ប្លង់កំភ្លើងធំគឺថាបានទៅប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកក្រីក្ររស់នៅជាក្រុងគឺអាចគឺទទួលយកមិនដោយសារអ្នកទាំងអស់នោះជ្រើសរើសរស់នៅជាមួយលន់នល់ជាជាងជ្រើសរើសរស់នៅជាមួយបដិវត្តទៅវិញ បាទខ្ញុំយល់មិនច្រឡំទេអ្វីដែលលោកទៅបានឡើងគឺថាមិនមានចេតនាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការរងរបួសចំពោះប្រជាជនរស់នៅទីក្រុងទេគឺគ្មានការគិតគូរបែបនេះទេនៅ ត្រូវតែទុកជីវិតប្រជាជនស៊ីវិលប៉ុន្តែក្នុងពេលមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងគឺថាវាអាចនឹងមិនមានការជាផុតទេបាទអរគុណលោកដំណើរថាប្រញ្ញាអរគុណអ្នកជំនាញឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ឲ្យត្រង់ហើយអរញ៉ាំបកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 1 នៅបន្ទប់រងចាំដែលមានអត្រា 3 នឹងអ្នកជំនាញដល់អ្នកជំនាញរូបនេះនៅក្នុងរងពេលសម្រាប់នៅថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងឲ្យជើងគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់ថ្ងៃកម្មនិវិញនៅរាជនេះនៅវិលីមម 1 សាមទុនាទីប្រកបឲ្យអនុរិយអំពីគំខាំងនាំខ្លួនលោកជើងផនទៅកាន់បន្ទប់សម្រាប់នៅខាងក្រោមនៅសាលសម្មការនេះហើយនឹងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់មកចូលរួមនៅក្នុងសម្មការនេះនៅក្នុងបន្ទប់សម្មការនេះ
Wing nơi Russia ni ឲ្យ បាន មុន ម៉ោង 1:30 នាទី សម្រាប់ ចុះ សូម អញ្ជើញ ក្រោក ចូល